Kính chào quý bạn và quý vị. Ngay trước màn hình nha, mình là cái đôi loa Kenwood KL3 số 8D. Lúc này mình có mổ xẻ để nhằm xem được linh kiện của loa bên trong rồi. Thì bây giờ lập tức mình sẽ test âm thanh trên đôi loa này để nhằm mình cùng nhau thưởng thức. Đôi loa rất là đẹp, bát 40, màu trắng sữa, nhìn vào là yêu luôn. Dòng này á, thì mình nghe cái đầu băng cối này thì nó quá trời hay luôn rồi. Với lại hai nữa là hôm qua mình test cái băng cối này nhằm nghe rồi, thì bây giờ mình đổi cái gu, mình không test cái băng cối này nữa và mình sẽ test cái thứ này bằng cassette. Thế là cái băng Bone 79 rất là nổi tiếng từ những cái thập niên 79-80, đi vào huyền thoại luôn rồi. Và hôm nay nhằm mình cùng nhau thưởng thức một trong những cái bài hát trong cái cuốn băng này, tiếng bass siêu mạnh. Mình sẽ gắp đôi loa với âm ly Pioneer SX990 và anh em nghe cái băng Bone 79. Anh em thấy hay thì đừng quên like, bấm nút đăng ký theo dõi clip mới nhất, ủng hộ mình, ủng hộ tinh thần của mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok. Thank you.
Rồi. Ok ha, thì đó là những cái gì mình muốn giới thiệu tới anh em chúng ta trong clip ngày hôm nay. Anh em nghe hay đừng quên like, bấm nút đăng ký theo dõi clip mới nhất hàng ngày ở bên mình. Mình sẽ cố gắng test nhiều sản phẩm hay ho ý nghĩa gửi tới anh em hàng ngày. Thank you, hẹn gặp lại.